Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra số 4232 của huyện kiểm tra đánh giá thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các chủ thể có sản phẩm đăng ký phân hạng OCOP năm 2022. Trạm khuyến nông tổ chức đánh giá mô hình sầu riêng trồng sen cà phê tại thôn Kati 4, xã Chư Bô. Buổi sinh hoạt nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thâm nhập hay gặp bốn biết nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để duy trì Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế tại trạm y tế các xã, vào sáng ngày 19 tháng 12, đoàn kiểm tra 4232 của Ủy ban Nhân dân huyện Krungbúc tiến hành kiểm tra đánh giá việc thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022 tại trạm y tế xã Chư Né. Tại trạm y tế xã Chư Né, đoàn kiểm tra 4232 đã đánh giá về thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chuyên môn, nhân lực tại các trạm, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2022, việc thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định liên quan. Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ chấm điểm đánh giá 10 tiêu chí chính là chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khỏe, nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng trạm y tế xã, trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác, kế hoạch tài chính, y tế dự phòng, phòng chống HIV, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, truyền thông, giáo dục sức khỏe. Sau khi kiểm tra, đoàn đã chấm điểm công nhận trạm y tế xã Chư Né đạt chuẩn quốc gia về y tế, đảm bảo bộ tiêu chí đã đề ra. Tuy nhiên, cần khắc phục một số nội dung như sắp xếp khu vực truyền thông, bổ sung các loại cây thuốc nam và vườn thuốc, đẩy mạnh tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong nhân dân. Đoàn kiểm tra 4232 sẽ tiếp tục kiểm tra tại các trạm y tế đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2022. Ngày 20 tháng 12, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm tra các chủ thể và cơ sở sản xuất có sản phẩm đăng ký phân hạng OCOP cấp tỉnh năm 2022. Các chủ thể được kiểm tra đợt này là các cơ sở có sản phẩm đã đạt OCOP cấp huyện trong năm 2022. Được biết, tại huyện Krungbúc có 6 chủ thể đăng ký phân hạng sản phẩm OCOP với 8 sản phẩm là cà phê bột Song Thuận, cà phê hạt Song Thuận, Macca Đắk Lắk Công Linh, cà phê sạch Kati, cà phê nguyên chất Kati, mật ong lên men Bon Bon, mật ong Bon Bon, cà phê bột E ở Leo, cà phê sạch nguyên chất và yến xào Ban Mê. Tại các cơ sở, đoàn đã kiểm tra quy trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm, lưu kho bãi, nhân công làm việc tại cơ sở, khâu đóng gói và bảo quản sản phẩm cũng như đầu ra. Về cơ bản, các chủ thể đã đáp ứng được nhu cầu về sản xuất cũng như xây dựng các tiêu chí về sản phẩm OCOP đảm bảo tiêu chuẩn phân hạng OCOP cấp tỉnh năm 2022. Sáng ngày 20 tháng 12, trạm khuyến nông huyện Krungbúc tổ chức đánh giá mô hình sầu riêng trồng sen cà phê tại thôn Kati 4, xã Chư Bô. Mô hình sầu riêng trồng sen cà phê đã được triển khai 3 năm tại các hộ gia đình trồng cà phê thôn Kati 4, xã Chư Bô. Có 8 hộ gia đình tham gia mô hình với diện tích trồng sen là 7 hectare. Các hộ gia đình tham gia sẽ được hỗ trợ kinh phí, đầu tư giống, phân bón để trồng và chăm sóc. Tổng số tiền được hỗ trợ trong 3 năm qua là hơn 176 triệu đồng. Qua 3 năm thực hiện mô hình, cây sầu riêng được trồng xen canh đang phát triển tốt. Các hộ tham gia đã chủ động chăm sóc, bón phân và phun thuốc phòng bệnh sâu hại một cách hợp lý. Việc đa dạng hóa các loại cây trồng trên cùng một diện tích đất sẽ góp phần hạn chế rủi ro về thị trường, tăng thu nhập cho người nông dân, xây dựng mô hình người nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào vườn cà phê, nâng cao hệ số sử dụng đất, góp phần phát triển cà phê bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu. Sáng ngày 19 tháng 12, trường tiểu học Lê Văn Tám tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ, nói chuyện truyền thống nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tại buổi sinh hoạt dưới cờ, toàn thể giáo viên và học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám đã được ban tuyên huấn ban chỉ huy quân sự huyện tuyên truyền về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như những chiến công hy sinh gian khổ của các thế hệ chiến sĩ cách mạng kiên trung của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đã không tiếc thân mình hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Qua đó, các em học sinh sẽ thêm tin yêu tự hào về truyền thống yêu nước, thêm yêu quê hương, ra sức thi đua học tập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau buổi sinh hoạt, Hội cựu chiến binh đoàn xã Bưng Đờ Rang cùng với giáo viên và học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám đã đến thăm hỏi động viên những cựu chiến binh đau ốm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bưng Đờ Rang. Đây là hoạt động ý nghĩa để tri ân những đóng góp hy sinh của cựu chiến binh đối với hòa bình độc lập của đất nước, để các thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ những gì mà cha ông đã trải qua, luôn nỗ lực phấn đấu, trở thành con ngoan, trò giỏi, là chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, từ ngày 13 đến 16 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã trên địa bàn huyện Krông Búc đã tiến hành công tác thâm nhập 2 gặp 4 biết để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng gia đình và thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó nắm chắc nguồn thanh niên nhập ngũ, đảm bảo về chất lượng, làm cơ sở để chốt danh sách báo lệnh gọi nhập ngũ theo đúng luật, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đây là khâu quan trọng trong quy trình tuyển quân, quyết định đến chất lượng, đảm bảo số lượng cho mùa tuyển quân năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Búc. Năm 2023, huyện Krông Búc được giao chỉ tiêu tuyển 124 công dân, trong đó có 100 chỉ tiêu quân sự và 24 chỉ tiêu công an. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, đồng thời nâng cao chất lượng tân binh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã triển khai nghiêm túc, khách quan đúng quy định các khâu trong công tác tuyển quân. Sau khi hoàn thành khám tuyển, từ đầu tháng 12 các địa phương hiệp đồng với các đơn vị tổ chức thâm nhập 2 gặp 4 biết, gặp công dân, gặp gia đình và biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, công tác thâm nhập hay gặp bốn biết có vai trò quan trọng giúp các địa phương và đơn vị nhận quân nắm chắc về số lượng, chất lượng nguồn thanh niên nhập ngũ, cũng như tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của thanh niên. Đây sẽ là căn cứ để đơn vị địa phương chốt danh sách, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định. Theo kế hoạch, toàn huyện Krông Búc sẽ có 7 đơn vị trực tiếp tổ chức thâm nhập hay gặp bốn biết với các thanh niên được tuyển, trải đều ở các xã trên địa bàn huyện. Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các xã và các đoàn thể địa phương thành lập các tổ công tác đến từng gia đình thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự để thăm hỏi, động viên. Nắm rõ về hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng, trình độ học vấn, tư tưởng chính trị cách mạng của từng thanh niên. Năm 2023, xã E Ngai được giao tuyển chọn gọi 8 thanh niên nhập ngũ. Qua khám tuyển, có 16 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhận được kế hoạch thì Ban Chỉ huy Quân sự xã là cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã E Ngai thì cũng đã tổ chức tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã và trực tiếp là chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã thì đã xây dựng kế hoạch thâm nhập hai gặp bốn biết và cũng đã tổ chức họp phân công cho các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã và phân công thành từng đoàn để tổ chức thâm nhập hai gặp bốn biết đối với các công dân, gia đình các công dân. Vừa rồi khám tuyển thì đã trúng sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2023. Sau khi hiệp đồng, các tổ công tác phối hợp với các đơn vị đã đến từng gia đình thanh niên để động viên, thăm hỏi, gặp gỡ các đồng chí trong chi bộ, trưởng thôn nơi thanh niên cư trú để nắm rõ lý lịch của thanh niên, truyền thống cách mạng của gia đình. Nếu được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì em sẵn sàng đi nghĩa vụ quân sự ạ. Trong môi trường nghĩa vụ quân sự thì em cố gắng học hỏi, học tập thêm mới ạ. Tại đơn vị Bưng Đờ Rang, để nắm chắc được nguồn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Bưng Đờ Rang đã tổ chức đoàn trực tiếp tới gia đình thâm nhập hai gặp bốn biết. Qua gặp gỡ trao đổi, chị Đặng Ngọc Tình rất vui mừng khi con trai có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để hoàn thành chỉ tiêu giao đủ 29 thanh niên đúng thời gian, tiến độ và đảm bảo chất lượng từng khâu trong công tác tuyển quân,
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Chư Bô ngoài việc tích cực thâm nhập hay gặp bốn biết đến 45 gia đình của các thanh niên, địa phương còn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về trách nhiệm nghĩa vụ của công dân. Trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, động viên khích lệ thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Toàn xã sau khi thâm nhập đã có 13 trên 45 thanh niên tình nguyện viết đơn xin đi nghĩa vụ quân sự năm 2023. Dạ, bước qua em thấy có được tuyển dụng quân đội cùng tuyển dụng những thanh niên. Em thì có ý định gia nhập vào quân đội của Việt Nam và được sự đồng viên của gia đình nên là em cùng viết đơn tình nguyện thì mong là được vào với quân đội nhân dân của Việt Nam. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Giáo Bố mà được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, đoàn là đi đến vận động cũng như là đầy đủ cả hệ thống chính trị để nắm bắt được các cái đến gặp, nhất là đối với hệ thống ở thôn buôn. Bắt đầu là năm 2023 là nhiệm vụ giao chỉ tiêu vượt chỉ tiêu trên giao. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Krông Búc đã cơ bản hoàn thành công tác thâm nhập hay gặp bốn biết. Hầu hết các thanh niên đều có tâm lý hăng hái, chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Từ đó tin tưởng rằng huyện Krông Búc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.